여러분 안녕하세요. 반갑습니다. Xin chào các bạn. Không biết trong thời gian các bạn ở Hàn Quốc, các bạn đã có điều kiện nấu các món ăn Hàn Quốc hay chưa? Nếu việc nấu các món ăn Việt Nam, mình nghĩ chắc là sẽ dễ dàng đối với các bạn. Nhưng là lần đầu tiên nấu các món ăn Hàn Quốc, có thể mình chưa quen, sẽ học hỏi những người thân và đặc biệt là học hỏi từ mẹ chồng. Nếu các bạn có điều kiện học hỏi như thế, các bạn có thể giành được nhiều thiện cảm từ gia đình của chồng. Và không hẳn như thế, các bạn cũng muốn là từ tay mình nấu những món ăn ngon cho chồng mình sau một ngày lao động vất vả. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến việc nấu món ăn Hàn Quốc. Cái bài học về nấu món ăn hôm nay của chúng ta có chủ đề là 10분 중 끓이다가 파하고 갇힌 넣어라. 10분 중 끓이다가 파하고 갇힌 넣어라. Có nghĩa là sôi sau khoảng 10 phút thì bỏ vào cùng hành lá, bỏ hành lá vào. Đó là cái nội dung của bài học hôm nay. Trước khi đi tìm hiểu nội dung, mời các bạn nghe rõ một lần bài hội thoại. 내용 알아보기 전에 여러분 한번 잘 들어보세요. 어머니, 오늘 저녁에는 무엇을 할까요? 글쎄, 된장찌개가 좋겠다. 된장찌개요? 어떻게 만들어요? 안 만들어 봤어요. 먼저 냄비에 물하고 멸치를 넣고 끓여라. 물이 끓으면 멸치를 건지고 된장을 넣어. 아, 네. 그러고 나서 호박, 버섯, 두부를 넣어. 마늘은 안 넣어요? 10분쯤 끓이다가 파하고 같이 넣어라. Bây giờ, với cái nội dung của bài học, chúng ta sẽ tìm hiểu những cái từ mới ở đây. Ở đây có những cái từ mới liên quan đến cái nội dung, đến cái bài hội thoại của chúng ta sẽ học hôm nay. 여러분, 지금 저하고 같이 새로운 단어를 같이 알아볼게요. Từ thứ nhất đó là 냄비. 냄비 có nghĩa là son hay là nồi. Và từ thứ hai đó là 멸치. 멸치 có nghĩa là cá cơm. Ở Việt Nam chúng ta cũng có cái loại cá cơm như thế này, gọi là 멸치. Và từ thứ ba là gì? Đó là 끓다. 끓다 có nghĩa là sôi lên, sôi lên. Và các bạn phải chú ý có một cái từ dễ nhầm nữa, đó là cái gì? 끓이다. 끓이다 có nghĩa là đun sôi, nấu sôi. Và từ tiếp theo đó là 건지다. 건지다 có nghĩa là vớt ra, vớt ra. Một từ nữa đó là 호박. 호박 có nghĩa là bí xanh, bí xanh. Một từ tiếp theo đó là 버섯. 버섯 có nghĩa là nấm, nấm. Và từ cuối cùng đó là gì? 두부. 두부 có nghĩa là đậu phụ, đậu phụ. Đó là tất cả những cái từ mới liên quan đến bài học hôm nay của chúng ta. Bây giờ xin mời các bạn nghe từ mới một lần. 여러분, 단어를 한번 들어보세요. 냄비, 멸치, 끓다, 끓이다, 건지다, 호박, 버섯, 두부. 여러분, 잘 들어보셨죠? 지금 저와 함께 내용을 같이 알아볼게요. Đây là cuộc đối thoại giữa mẹ chồng và nàng dâu. Thì người con dâu muốn học cách nấu món ăn của Hàn Quốc, không biết nấu như thế nào, mới hỏi với mẹ chồng. Thì đây, các bạn cùng với mình đi tìm hiểu cái nội dung chi tiết của bài. Trước hết là người con dâu tên là Dung nói với mẹ chồng rằng: 어머니, 오늘 저녁에는 무엇을 할까요? 어머니, 오늘 저녁에는 무엇을 할까요? Có nghĩa là, mẹ ơi, tối nay chúng ta nấu cái gì? Chúng ta nấu món gì?
Thì mẹ chồng mới nói gì? 글쎄요. 글쎄. 된장찌개가 좋겠다. 된장찌개가 좋겠다. Có nghĩa là để xem thử. Không biết thế nào đây, để xem thử. Chắc là tốt hơn là chúng ta nấu món 된장찌개, phải không ạ? Thực sự cái món 된장찌개 này không phải có tiếng cho Việt, không phải là cái món ăn của Việt Nam. Cho nên chúng ta cứ dùng cái tên riêng của nó. Và Dung mới nói thế nào? 된장찌개요. 된장찌개요 có nghĩa là món 된장 hả? 된장찌개 hả? 어떻게 만들어요? 어떻게 만들어요? Làm thế nào ạ? Làm thế nào ạ? 안 만들어 봤어요. 안 만들어 봤어요. Có nghĩa là con chưa có nấu thử. Con chưa có nấu thử. Thì mẹ chồng mới nói như thế nào? 먼저, 먼저 냄비에 물하고 멸치를 넣고 끓어라. Có nghĩa là 먼저 냄비에, trước hết là bỏ vào cái gì? Bỏ vào trong cái son đấy. Một cái gì các bạn? Nước, 물하고 멸치, nước và các cơm. Bỏ vào đó. Bỏ vào đó làm cái gì? Nấu sôi lên. 끓어라. Nấu sôi lên. Sau đó làm cái gì? 물이 끓으면. Nếu mà nước sôi, 물이 끓으면 멸치를 건지고 된장을 넣어. Có nghĩa là nếu mà nước sôi thì vớt cái các cơm ra và để cái gì vào? Vớt các cơm vào và cho, vớt các cơm ra và cho 된장 vào. Thì Dung mới nói, à, nè, vâng ạ, vâng ạ. Thì mẹ chồng mới nói thế nào nữa? 그러고 나서, 그러고 나서 호박, 버섯, 두부를 넣어. Có nghĩa là mẹ chồng mới nói là và sau đó thì cho bí xanh, cái gì nữa, nấm và bỏ vào cả đậu phụ nữa. Và Dung mới nói hỏi rằng 마늘은 안 넣어요? 마늘은 안 넣어요? Có nghĩa là không cho tỏi vào hả? Thì mẹ chồng mới nói như thế nào? 10분쯤 끓이다가 파하고 같이 넣어라. 10분쯤 끓이다가 파하고 같이 넣어라. Có nghĩa là sôi khoảng 10 phút thì cho vào cùng với hành lá. Đó là cái nội dung mà chúng ta học cái bài học hôm nay mình vừa giải thích cho các bạn. Bây giờ mời các bạn nghe lại một lần nữa và các bạn có thể đọc theo. 여러분, 다시 한번 들어보고 잘 따라해보세요. 어머니, 오늘 저녁에는 무엇을 할까요? 글쎄, 된장찌개가 좋겠다. 된장찌개요? 어떻게 만들어요? 안 만들어 봤어요. 먼저 냄비에 물하고 멸치를 넣고 끓여라. 물이 끓으면 멸치를 건지고 된장을 넣어. 아, 네. 그러고 나서 호박, 버섯, 두부를 넣어. 마늘은 안 넣어요? 10분쯤 끓이다가 파하고 같이 넣어라. 여러분 잘 들으셨죠? Chắc các bạn đã nghe rõ rồi. Bây giờ mình cùng với các bạn đi tìm hiểu những câu cần ghi nhớ. Thì trước nhất câu thứ nhất đó là gì? 국이 끓으면 된장을 넣으세요. 국이 끓으면 된장을 넣으세요. Ở đây không những chúng ta không cần phải là dùng cái từ 된장 hoặc là có thể chúng ta bỏ cái gì đó vào cũng được. Là nếu mà nước sôi, nếu mà canh sôi thì chúng ta cho 된장 vào, hoặc là nếu mà canh sôi thì chúng ta
cho cái gì vào, cho nấm vào hay là cho cái gì vào đấy, tùy các bạn. Đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai là gì? 10분 중 끓이다가 불을 끄세요. 10분 중 끓이다가 불을 끄세요. Có nghĩa là nếu sôi được 10 phút thì chúng ta tắt lửa đi. Đó là hai câu mà chúng ta cần ghi nhớ trong bài học hôm nay. Bây giờ mời các bạn đọc theo mình. 여러분, 잘 따라해보세요. 국이 끓으면 된장을 넣으세요. 국이 끓으면 된장을 넣으세요. 10분쯤 끓이다가 불을 끄세요. 10분쯤 끓이다가 불을 끄세요. Vâng, đó là chúng ta đã học phần những câu cần ghi nhớ. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cái phần ngữ pháp của bài học này. 지금 저와 같이 문법을 알아볼게요. Cái phần ngữ pháp thứ nhất đó là gì? Đó là 동사 cộng với là 고나서. Một là đồng từ cộng với cô, dùng với 나서 cũng được, hoặc là 지금 đồng từ cùng với cô. Thì là diễn tả như thế nào? Đó là diễn tả hai hành động, nhưng mà kết thúc một hành động này xong rồi chúng ta mới làm một hành động khác đó. Thì như thế nào để chúng ta cần tìm hiểu rõ thì chúng ta đi tìm hiểu những cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất đó là gì? 청소하고 나서 설거지를 해요. 청소하고 나서 설거지를 해요. Có nghĩa là lau nhà xong thì rửa chén bát. Lau nhà xong thì rửa chén bát. Và câu thứ hai là gì? 숙제를 하고 자요. 숙제를 하고 자요. Có nghĩa là chúng ta làm bài tập xong thì đi ngủ. Làm bài tập xong đi ngủ. Và câu số 3 đó là gì? 밥을 먹고 나서 약을 드세요. 밥을 먹고 나서 약을 드세요. Có nghĩa là ăn cơm xong thì uống thuốc. Ăn cơm xong thì uống thuốc. Và câu cuối cùng trong ví dụ này đó là gì? 손을 씻고 밥을 먹어요. 손을 씻고 밥을 먹어요. Có nghĩa là rửa tay rồi ăn cơm. Rửa tay rồi ăn cơm. Đó là cái phần ngữ pháp thứ nhất. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn phần ngữ pháp thứ hai đó là gì? 동사 hoặc là 형용사 cộng với là 다가. Có nghĩa là đồng từ hoặc là tính từ cộng với 다가. Đó là diễn tả cái sự ngắt quãng, một cái sự không tiếp diễn của hành động. Có nghĩa là đang làm việc này thì bỗng nhiên làm việc khác. Việc thứ nhất chưa kết thúc thì chúng ta chuyển sang làm việc thứ hai. Đấy. Cái ví dụ nhất đó là gì? 집에 오다가 친구를 만났어요. 집에 오다가 친구를 만났어요. Có nghĩa là trên đường về nhà, đang về nhà thì gặp bạn. Và câu số 2 đó là gì? 밥을 먹다가 전화를 받았어요. 밥을 먹다가 전화를 받았어요. Có nghĩa là đang ăn cơm thì nhận điện thoại. Ăn cơm thì nhận điện thoại. Và câu số 3 đó là gì? 하늘이 막다가 갑자기 비가 왔어요. 하늘이 막다가 갑자기 비가 왔어요. Có nghĩa là trời đang sáng bỗng nhiên mưa đến. Trời đang sáng bỗng nhiên mưa đến. Đó là hai cái phần ngữ pháp mình vừa giới thiệu đến các bạn. Thì mình sẽ tóm gọn lại cái phần ngữ pháp thứ nhất đó là gì? Đó là một cái đồng từ cộng với 고나서, một cái 동사 cộng với là 고나서. Có nghĩa là diễn tả một cái hành động này chấm dứt rồi chúng ta làm hành động khác. Đó là gì? Ví dụ 공부하고 나서 숙제를 해요. Là chúng ta học xong thì làm bài tập. Và cái ví dụ thứ hai, cái phần ngữ pháp thứ hai đó là gì? Đó là đồng từ hoặc là một cái tính từ cộng với là 다가. Có nghĩa là gì? 숙제를 하다가 전화를 받았어요. Có nghĩa là đang làm bài tập thì nhận điện thoại. Đó là hai cái phần ngữ pháp quan trọng trong bài học hôm nay mình vừa giới thiệu đến các bạn.
고래 싸움에 새우들이 터진다. 고래 싸움에 새우 등 터진다. 강한 사람들 싸움에 약한 사람이 피해를 입는다. Đọc hiểu hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái món ăn vừa phổ biến vừa nổi tiếng và cũng rất tốt cho sức khỏe của Hàn Quốc, đó là cái món kim chi. Và kim chi có nhiều loại như thế nào? Trước khi đi tìm hiểu nội dung chi tiết, mời các bạn nghe rõ một lần. 여러분, 자세한 내용을 알아보기 전에 한번 들어보세요. 한국의 김치 종류는 100가지가 넘습니다. 배추나 다른 야채로 만드는데 배추김치, 총각김치, 갓김치, 오이소박이, 깍두기 등이 있습니다. 그 중에서 배추김치는 가장 일반적입니다. 김치는 한국 식사에 꼭 필요한 음식입니다. 그리고 발효 음식이기 때문에 건강에도 좋습니다. Các bạn đã nghe rõ phần đọc hiểu chưa? Và đã hiểu phần nào cái nội dung trong bài đọc hiểu đấy chưa? Thì bây giờ mình cùng với các bạn đi tìm hiểu cái chi tiết của bài. Chúng ta đi tìm hiểu câu thứ nhất, đó là gì? 한국의 김치 종류는 100가지가 넘습니다. Có nghĩa là loại kim chi của Hàn Quốc có trên 100 loại. 한국 김치 종류는, phải không ạ? Trên 100 loại, 100가지가 넘습니다. 배추나 다른 야채로 만드는데, có nghĩa là làm bằng cái gì? Làm bằng bắp cải hoặc là cái loại rau cải khác. Thì có cái gì? 배추 김치, 총각 김치, 갓 김치, 오이 소박이, 깍두기 등이 있습니다. Đó là có những cái loại kim chi bắp cải. Kim chi chung các có nghĩa là làm bằng một loại củ cải. Gạt kim chi cũng là một cái loại kim chi. Ui sobaki có nghĩa là một cái loại kim chi làm bằng dưa leo. Và katugi có nghĩa là củ cải sắc vuông ra, sắc nhỏ ra. Cứ chung nghe sao? Bechu kim chi nữ khá trang yên đăng cho kim nita. Có nghĩa là trong đó thì bechu kim chi có nghĩa là kim chi bắp cải là phổ biến nhất, 가장 일반적입니다. Phổ biến nhất. Và 김치는 한국 식사에 꼭 필요한 음식입니다. Kim chi là cái gì? Là một cái loại thức ăn cần thiết, rất là cần thiết trong cái bữa ăn của Hàn Quốc. 그리고 발효 음식이기 때문에 건강에도 좋습니다. Và cái gì? Và đó cũng là vì cái loại thức ăn lên men, paro umshik, không? Và là thức ăn lên men, cho nên cũng tốt cho con gange to jossunida, cũng tốt cho sức khỏe. Đó là cái nội dung của bài học hôm nay. 지금 저와 같이 질문에 대한 알아볼게요. Câu hỏi thứ nhất đó là gì? 한국의 김치는 한 종류만 있습니까? Có nghĩa là kim chi của Hàn Quốc chỉ có một loài thôi phải không? Hoặc mấy loài các bạn? Trên 100 loài phải không ạ? 아니요.
100가지가 넘습니다. Không ạ, đó là trên 100 loại kim chi đấy ạ. Và câu hỏi số 2, 두 번째 질문은 어떻게 됐습니까? 어떻게 됩니까? 어떤 김치가 가장 일반적입니까? Loại kim chi nào là phổ biến nhất, 가장 일반적입니까? Đó là kim chi nào các bạn? Có phải là 배추 김치입니다. Đúng rồi, 배추 김치입니다. Và câu hỏi cuối cùng, đó là gì? 김치는 왜 건강에 좋습니까? Tại sao kim chi thì là tốt cho sức khỏe? Có phải là vì 바로 음식이 있기 때문입니다. Là vì là một thức ăn lên men. Chúng ta vừa đi tìm hiểu các loại kim chi. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cái cách phương pháp làm kim chi như thế nào. 지금 저와 함께 김치 만드는 방법을 같이 알아보세요. Trước hết, đó những cái nguyên liệu chúng ta cần dùng cho lễ để làm kim chi đó là gì? Khoảng 4 người ăn cái món này. Thứ nhất, chúng ta phải làm kim chi, chuẩn bị là một cái loại bắp cải. Bắp cải khoảng một bó bắp cải. Và mu là loại củ tạ cải lớn của Hàn Quốc, khoảng một cái. Và chốc pa có nghĩa là hành lá, khoảng một bó. Một bó ở đây chắc các bạn biết rồi. Và minashi cũng là khoảng nửa bó, bán tàn, khoảng nửa bó. Và một ít sô cơm, muối, gochugaru và là một ít bột, ớt bột, manê là tỏi và sen găng, gừng. Chúng ta vừa đi tìm hiểu cái phần nguyên liệu làm kim chi. Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu phần cụ thể hơn, đó là cách làm kim chi như thế nào. 여러분, 저와 함께 같이 자세한 김치 만드는 방법을 같이 알아볼게요. Thứ nhất, đó là 배추잎 사이에 소금을 뿌리고 나서 소금물에 절인다. Có nghĩa là chúng ta bỏ muối vào giữa các lá bắp cải, rồi sau đó ngâm vào nước muối. Và bước thứ hai đó là gì? Chúng ta 물을 얇게 삽니다. Có nghĩa là chúng ta cắt nhỏ cái củ cải lớn, gọi trong tiếng Hàn gọi là mu. Và bước thứ ba là chúng ta làm cái gì? Đó là 쪽파 미나리 대파를 삽니다. Có nghĩa là chúng ta sắp những cái hành lá nhỏ và minari và một loại hành lá lớn. Và bước thứ tư đó là chúng ta dùng cái 얇게 삶 물에 고춧가루를 넣어서 버무린다. Có nghĩa là chúng ta bỏ những cái muối, bỏ những cái gì? Không phải là muối mà bỏ vào ớt bột vào trong những cái hồi nãy là cái loại củ cải mà chúng ta đã sắc nhỏ vào, chúng ta trộn đều. Sau đó, bước thứ năm là chúng ta làm gì? 무채, 쪽파, 미나리, 대파와 함께 다진 마늘, 생강, 설탕을 넣습니다. Có nghĩa là chúng ta cho vào cái gì? Cho cả hành lá, minari, hành lá lớn và hành lá nhỏ vào cùng với tỏi, tỏi đâm, gừng và cả đường nữa cho vào đấy, rồi cùng với là cái cắp củ cải sắp nhỏ đấy, chúng ta cho vào. Và bước thứ sáu thì chúng ta cho cái gì? Cho tất cả những cái thứ mà chúng ta vừa trộn lẫn đều đấy là vào giữa cả củ cải hay là cả hành lá minari, cả deepa có nghĩa là cả hành lá lớn cùng với là gừng, tỏi, đường đấy. 배추잎 사이사이에 양념을 넣고 잘 싸서 통에 담는다. Là chúng ta phải bỏ những cái gia vị đấy vào trong giữa những cái lá bắp cải và sau đó chúng ta gói lại rồi bỏ vào trong thùng. Hôm nay mình vừa giới thiệu đến các bạn cách nấu món ăn của Hàn Quốc là một. Mình vừa chỉ giới thiệu cho các bạn một trong những món ăn của Hàn Quốc thôi. Và cả cách làm kim chi như thế nào nữa. Thì mình hiểu rằng, mình nghĩ rằng các bạn có thể sau khi học xong bài học này, các bạn có thể làm được nhiều món và có thể làm được cái cách làm kim chi. Và mình hy vọng các bạn có thể từ tay nấu món ăn Hàn Quốc và từ tay làm kim chi. Để mình nghĩ rằng
Thì nếu như các bạn làm những món ăn của Hàn Quốc xong rồi thì các bạn có thể giành được nhiều tình cảm quý mến từ gia đình chồng, cũng như giành được tình cảm yêu thương từ chồng mình. Và mình hy vọng các bạn có thể sẽ làm được nhiều hơn thế nữa. Đã đến giờ mình phải chia tay với các bạn. Mình chúc các bạn sức khỏe và chúc các bạn cố gắng có những niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp sau. 여러분, 안녕히 계세요.